30 chưa chơi. Nam mới ngủ dậy à? Ngủ dậy. Còn mới ngủ nè. Uống sữa hay. Thì uống sữa đi Na ơi. Na nhà uống sữa đi Na. Tay tay. Có tay ra không cho nè. Đó. Na rất thích múc tay. Rồi nước sôi rồi, uống sữa nào. Nha. Bắt sữa uống hả Lina? À, Lina. Thành sữa không? Lina thành sữa không? Giữ im, giữ im. Uống bao nhiêu liều? Bữa nay uống hơn rồi. Bữa 200, bữa nay lên 300. Bữa nay người ta lớn rồi. Còn nó nắm hâm sữa nha. Hâm sữa cho Linda nè. Linda uống sữa tươi không đường. Uống sữa không đường. Nhưng mà phải bỏ tủ lạnh. Trong lúc chờ đợi ngậm ở đây nữa này, ngậm ngậm đi đó, ngậm ở đó thấy không, múc tay miết hư tay sao nhé. Ơ trời, đã rồi. Phải có cái nấm mới được à? Hả? Chương quá. Thơm à? Có này mày tầm bộ đồ nữa hả? Nghe đám người khác rồi nha. Ngồi có múc tao có múc đỡ ở đây. Còn mấy cái múc cũng được nghe được, múc tay hư tay nghe chưa? Phải đưa cái tay vô ly. Đó là nhiều miêu. Mười chơi chơi. Thấy ra cái khăn này. Tìm cái yếm á. Tìm cái lá cái yếm. Có hôm nay con khôi bị chảy. Đây.
Rồi múc lớ tay luôn ha. Lấy chiếc. Hôm nay út sơ giỏi nha. Xíu nữa hết nữa rồi hả? Mau quá à, lau miệng, lau miệng. Rồi. Có lúc mày ngủ không nha? Nha. Nha.